trường xa xăm. Tình đôi khi là đạn, bắn vỡ lòng giá vờ, khiến trái tim cầm đi. Bạn đến với kênh test âm thanh của cửa hàng Audio 7 Nam Giang. Chúc quý vị một năm mới thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Thì hôm nay chào buổi sáng với một bộ vàng gồm CD và bao. Đây là nói chung là nó thuộc dòng Hien của hãng Kem của Pháp nha quý vị. Con đầu CD Kem Tornado và một con bao Ken của Diablo. Đo loa thì của Focan GM Black 515 như vậy, tăng 515, tăng hò 515. Đối với con CD và cái con bao kem này thì ship hàng ship về nha vị, hàng ship eBay về à, cho nên tình trạng nó mới như là thiếu thùng shop thôi. Của Pháp nha vị. CD thì còn đầy đủ remote ha, remote zin luôn. Và con này thì nó đẹp gần như là thiếu thùng nữa vị ha, thiếu thùng rồi. Hiếm mà sưu tầm được cả một con CD và một con bao con âm ly như thế này. Vì xem phía sau nó là như mới luôn nha, như mới hết. Made in France nha quý vị, sản xuất tại Pháp, CD Pháp, CD Layer. Đấy, con này cũng vậy, Made in France. Còn ở dưới con bao thì có rất nhiều đường vào quý vị, 1, 2, 3, 4 đường vào ha, rồi là đường táp nữa nè, rồi đường rì amplifier. Nó có thể ra được thêm một cái đường rè ở đây quý vị, rồi đường sub luôn ha, nó có cổng kết nối luôn. Điện từ 100 tới 240V, 300V A, nó khoảng 300W nha quý vị, khoảng 300W con bao này. CD này thì nó có ngõ out optical đầy đủ nha vị, Cosan đây đầy đủ kết nối rất đẹp quý vị, xuất sắc.
Bây giờ là Hồ Can và Jim Lắc năm 1 năm này thì quý vị cũng đẹp xuất sắc hết như vậy ha. Xuất sắc hết. Đây là 2 bát 16 gân cao su non. Một cái chép. Cái chép này là màng kim loại ha. Rất đặc trưng. Màu đỏ mặn rất là đẹp. Công suất là 825W, 8 ohm. Là Made in France hay như vậy, là của Pháp. Của Pháp. Rồi. Thì đô la với mức giá là 10 triệu đồng bao vận chuyển toàn quốc cho quý vị. Và bộ đẩy và âm ly và CD thì với cái mức giá là 23 triệu nha quý vị, 23 triệu bao vận chuyển toàn quốc cho quý vị. Loa rất là đẹp luôn quý vị. Loa này nó cao khoảng hơn 80 ha, 80 90 gì đó. Rất đẹp quý vị, cái màu đỏ gỗ rất là đẹp ha. Rất đẹp luôn. Thì chúng ta nhấn vào thì nè, input nha quý vị, nhấn vào thì input nó sẽ là chọn ngõ ha, còn xoay thì sẽ là chỉnh volume. Con này là nó chạy điện tử quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. CD mất cực kỳ nhanh nhạy nha quý vị.